Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đảng và Nhà nước Cộng sản đã hết tiền rồi. Đảng và Nhà nước Cộng sản nếu còn mạnh tiền, chắc không có chuyện cứ mãi đánh trống bỏ dùi vụ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đã vậy là còn vung vít tuyên bố chuẩn bị làm cao tốc Lạng Sơn Cao Bằng, Hòa Bình Mộc Châu. Hôm họp chính phủ 24 tháng 7 vừa rồi, dân miền Tây tụi tôi nói chắc mấy ông ở ngoài đó hồi nhỏ sống gần kho đạn nên lớn lên đã làm quan và họ thích nổ. Đội trưởng của một nhà thầu đang thi công tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cả dởn. Như vậy, với người viết trong buổi sáng cuối tuần cà phê ở công viên Lạc Hồng Mỹ Tho, Xuân Phúc tiếp tục tuyên bố mạnh miệng rằng đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ phải cơ bản thông xe trong năm 2020 và khánh thành vào đầu năm 2021. Thực tế thì vốn công cho các dự án hiện tại còn chưa xoay sở được, nói gì chuyện loạt dự án khủng khác như chém gió của người xứ Quảng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Hơn chục năm qua, từ đời Thủ tướng 3X Nguyễn Xuân Dũng đến CLMV Nguyễn Xuân Phúc, hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu lời hứa từ ngon ngọt tới hùng hồn rằng con đường kỳ vọng, con đường thời đại, con đường tầm vóc và phát triển này sẽ hoàn thành vào năm ABCD. Con đường được gọi là khởi đầu cho đồng bằng sông Cửu Long cất cánh, nhưng ổng có biết công nhân đã phải găng răng bàn rôn biểu tình yêu cầu bên thầu phụ tụi tôi phải trả tiền công. Cái ông trên chính phủ đã khiến cho các nhà thầu phụ phải lâm cảnh nợ lương công nhân, nợ tiền vật liệu xây dựng, nợ tiền huy động gia đình, người thân, ngân hàng, v.v. suốt 4 tháng trời. Vị đội trưởng của một nhà thầu bực dọc nói, cộng hưởng bức xúc, một biên tập viên báo ấp Bắc cùng cà phê sáng ở Lạc Hồng giải thích, ở dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, ở phần vốn tư thì các nhà đầu tư, nhà thầu đã bỏ vào đây nghe đầu khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó, phần vốn công trình của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc chưa thấy góp đồng nào vào. Báo chí bọn tôi đưa tin chính phủ đã chỉnh hội phê chuẩn cho dự án 2.186 tỷ đồng và Quốc hội đã đồng ý. Thế nhưng trên thực tế thì đã nhiều tháng trôi qua đồng tiền phê chuẩn ấy bắt vô âm tín, dù dự án khát vốn từng ngày để trả lương cho công nhân, trả tiền nguyên vật liệu và phần đối tác tư đã chỉ trước. Tất cả sự việc xảy thể hiện rõ ở báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Nên nhớ là Tiền Giang từng có một thứ trưởng Bộ Tài chính đi lên từ Chủ tịch tỉnh Tiền Giang. Vậy mà chuyện vốn công đã duyệt cho dự án vẫn cứ treo lên treo xuống ở khu vực giải ngân. Có lẽ đúng là Đảng và Nhà nước mình đã cạn tiền rồi. Biên tập viên báo ấp Bắc nhận xét. Cũng theo vị biên tập viên báo ấp Bắc, sáng 24 tháng 7, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã cho biết phía chính phủ đổ thừa rằng do chưa có văn bản phê duyệt của Quốc hội nên họ chưa lập kế hoạch chi được. Để xúc tiến nhanh hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đăng ký lịch làm việc trực tiếp với Thủ tướng, Thường trực Chính phủ để tìm cách tháo gỡ, ông Trần Văn Dũng phân bua. Dự án BOT cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có chiều dài 51 km với điểm đầu tại nút giao thông Thân Cửu Nghĩa, nối tiếp đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương và điểm cuối giao với quốc lộ 30 tại nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Với tổng vốn đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng, dự án được khởi công lần đầu cách đây 10 năm nhưng không thi công được và phải dừng nhiều lần. Năm 2019, dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tái khởi động, triển khai theo hình thức đối tác công tư và tổng mức đầu tư theo phương án điều chỉnh là 12.000 tỷ đồng. Tính đến hạ tuần tháng 7 năm 2019, theo báo cáo thì nhà đầu tư, nhà thầu đã bỏ ra trên 3.000 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư đã chi 2.500 tỷ đồng. Trong hơn 3 tháng khởi công trở lại tính từ đầu tháng 4 năm 2019 đến nay đã tăng khối lượng thi công từ 10% của 10 năm trước, đó lên 25% tổng khối lượng thi công.
Nhà thầu Tuấn Lộc đã bỏ ra 500 tỷ và giờ không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân ở dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Cứ đà này, còn tư nhân nào dám ký kết làm ăn theo hình thức đối tác công tư nữa? Vị đội trưởng của một nhà thầu phụ nhận xét. Trở ngược lại thời gian từ đầu nhiệm kỳ này, sửa đổi chút đỉnh từ tuyên bố trước đó của người tiền nhiệm 3X Nguyễn Tấn Dũng về nhà nước kiến tạo, đến lượt mình CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh về từ chính phủ kiến tạo. Ở kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, khi đăng đàn trả lời chất vấn được trực tiếp truyền hình vào chiều 18 tháng 11 năm 2017, ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc nói rằng có 4 nội dung chính của chính phủ kiến tạo tóm lược. Thứ nhất, đó phải là một chính phủ chủ động thiết kế ra một hệ thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển, chứ không phải bị động đối với những diễn biến trên thực tế. Thứ hai, nhà nước không làm thay thị trường những khu vực nào thị trường có thể làm được, doanh nghiệp tư nhân có thể làm được thì nhà nước không can thiệp, mà thay vào đó là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm. Nhà nước sẽ chỉ đầu tư vào những khu vực doanh nghiệp tư nhân không thể đầu tư. Thứ ba, chính phủ phải kiến thiết được môi trường kinh doanh thuận lợi, không chỉ đứng đầu trong các nhóm các nước ASEAN mà còn phấn đấu vươn lên tiêu chí của các nhóm OECD, Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế, có mục đích là để tìm ra các chính sách phát triển kinh tế cùng phúc lợi của người dân. Thứ tư là chính phủ cũng phải nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, đặc biệt phải thay ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc. Cần xây dựng chính quyền điện tử, thương mại điện tử đến tòa án điện tử. Như trên tôi đã nêu, chính phủ kiến tạo là chính phủ chủ động hơn trong xây dựng thể chế pháp luật, chứ không chỉ điều hành trên những gì pháp luật có sẵn. Ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và phát biểu này được đăng ở rất nhiều bài báo tường thuật ở thời điểm ấy. Thực tế thì tuy nhiên cũng khó trách ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc, góc khuất thể chế được lộ ra khi có mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường và thể chế chính trị hiện hành. Dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài 51 km nối đoạn đường cao tốc Bến Lức Trung Lương đến Mỹ Thuận lại có thể phải ngừng thi công thêm một lần nữa. Công trình xây dựng cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận khởi công vào giữa năm 2019, dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2013. Lúc đầu công ty phát triển đường cao tốc BIDV được chọn làm nhà đầu tư, nhưng chưa đâu vào đâu thì BIDV tuyên bố bỏ cuộc. Dự án bị bỏ dở cho tới năm 2015 thì công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận được chỉ định làm nhà đầu tư và dự trù sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018. Về nguyên tắc, chỉ những doanh nghiệp hội đủ cả năng lực và tài chính lẫn năng lực thi công, giàu kinh nghiệm trong quản trị, điều hành mới được chọn làm nhà đầu tư của những dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Nhưng công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận lại không có tiền nên năm 2016 thì ngưng. Tổng vốn đầu tư dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ 14.678 tỷ đồng giảm xuống còn 9.668 tỷ đồng, nhưng thời hạn hoàn thành được kéo dài đến đầu năm 2020. Giữa năm 2017, dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tái khởi động. Từ thời điểm này, thỉnh thoảng công chúng lại nghe hình thức đầu tư dự án là PPP, hợp tác công tư. PPP là cách gọi chung về quan hệ hợp tác giữa chính quyền và tư nhân trong việc phát triển hạ tầng giao thông. PPP có nhiều hình thức khác nhau, hình thức gần như ai cũng biết là BOT, xây dựng vận hành chuyển giao, tư nhân tự thiết kế thi công rồi khai thác, sau khi thu hồi đủ vốn lẫn lãi thì giao công trình cho nhà cầm quyền. Các hình thức còn lại là BT, tức xây dựng chuyển giao tư nhân, và tư nhân tự thiết kế thi công, khi hoàn thành thì giao công trình cho chính quyền. PLT, tức xây dựng cho thuê chuyển giao, tư nhân bỏ vốn xây dựng rồi cho chính quyền thuê công trình, khi chính quyền trả đủ vốn lẫn lãi thì giao hẳn công trình cho chính quyền. PTO, xây dựng
chuyển giao vận hành tư nhân và nhà nước cùng thiết kế, cùng xây dựng, sau đó chuyển giao cho chính quyền quản lý nhưng tư nhân được phép khai thác trong một thời gian nhất định. Khi dự án xây dựng cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tái khởi động, hệ thống công quyền Việt Nam bảo rằng dự án được thực hiện theo hình thức BOT. Tên của doanh nghiệp được chỉ định làm nhà đầu tư cũng thể hiện ở đó. Tuy nhiên, em hiểu chính quyền xem xét lựa chọn nhà đầu tư như thế nào mà công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận lại không tự lo được vốn để thực hiện dự án lúc on lúc off. Chuyện thỉnh thoảng thiên hạ nghe bảo rằng dự án cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương là dự án PPP hình như có liên quan đến chuyện nhà đầu tư dù là vẫn là công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận theo tên phải lo toàn bộ vốn cho đúng kiểu. Nhưng vì đột nhiên chuyển cách gọi thành rất chung chung là PPP nên mới có việc chính quyền tỉnh Tiền Giang mạnh dạn lấy 228 tỷ từ công khố tạm ứng cho nhà đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải mạnh miệng kiến nghị chính phủ đề nghị với Quốc hội phân bổ 500 tỷ từ ngân sách để hỗ trợ dự án cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương. Ai cũng biết cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả đồng bằng sông Cửu Long. Dù rất nhiều người muốn biết, song chắc chắn là rất ít người được cho biết tại công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận vẫn giữ được vai trò nhà đầu tư chính khi dự án đình trệ. Cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã chờ nhà đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương ban cho cơ hội phát triển kinh tế xã hội gần 5 năm. Lúc công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận được giao trách nhiệm tái khởi động dự án, cơ hội phát triển kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn như chỉ mảnh chèo chuông do nhà đầu tư chọn nhầm đối tác. Khi mời gọi công ty Yên Khánh tham gia liên danh, công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận không rẻ cổ đông quan trọng nhất trong việc bơm tiền giúp hoàn thành công trình lại tanh banh té bẹ vì sân trước của công ty Yên Khánh là công ty Thái Sơn đột nhiên bị cầy sới tung tóe. Sự kiện thượng tá Đinh Ngọc Hệ hỗn danh Út Trọng, sản phẩm của quân đội nhân dân anh hùng lẫy lừng một thời gian từ Bắc vào Nam, đột nhiên rớt từ đỉnh cao xuống đáy và khiến cho toàn bộ hệ thống phía sau Út Trọng mất sân, làm nhiều dự án BOT, dự án BT được giới thiệu đều vì quốc kế dân sinh cùng trao đảo như cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương. Năm ngoái công ty Thái Sơn rồi công ty Yên Khánh trở thành bia cho hệ thống bảo vệ pháp luật ngắm bắn. Việc thi công cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương thêm một lần nữa chững lại, do đó phải là yếu tố duy nhất khiến cho hệ thống ngân hàng cảm thấy bất an. Những ngân hàng hứa cho nhà đầu tư vay tiền còn lạnh gáy vì mức lãi mà nhà đầu tư phải trả cho các khoản vay là 10,8% một năm, trong khi phương án tài chính xác định khả năng và khả năng nhà nước đầu tư chỉ có thể đáp ứng ở mức 7,8% một năm. Hệ thống ngân hàng hiện đang đòi vốn tự có của nhà đầu tư phải chiếm 30% giá trị xuất đầu tư, chính quyền phải dùng ngân sách hỗ trợ tối thiểu 20,5% tổng mức đầu tư 2.575 tỷ. Ở thời điểm này chỉ có 6/25 gói thầu trên công trường xây dựng cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương đang được thực hiện. Nhiều nhà thầu đã ngưng làm việc vì không được nhà đầu tư trả tiền. Một số nhà thầu không còn tiền trả lương cho công nhân. Đại diện cho công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận vừa kêu gọi các nhà thầu ngồi xuống cùng xác định điểm dừng kỹ thuật để sẵn sàng tổ chức triển khai lại khi có điều kiện thuận lợi. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vựa lúa giúp cho Việt Nam duy trì an ninh lương thực, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế hàng năm nhờ gạo và các loại nông sản, thủy sản xuất cảng, trở thành nổi tiếng vì chỉ bị buộc đóng góp chứ không được nhận lại gì. Do thiếu đầu tư thỏa đáng về hạ tầng lẫn giáo dục, y tế cộng với các tác động bất lợi của diễn biến biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long tụt dần xuống đáy, cư dân khu vực này lũ lượt bỏ xứ tha phương cầu thực. Trước những chỉ trích kịch liệt về cách đối xử thiển cận bạc bẽo đối với đồng bằng sông Cửu Long, năm 2017 chính quyền Việt Nam công bố nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Tháng 6 vừa qua, chính quyền Việt Nam tổ chức
đánh giá 2 năm thực hiện nghị quyết này, kết quả vẫn chỉ là chưa có gì đáng kể. Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tiến dần đến chỗ suy kiệt cả về nhân lực lẫn các nguồn lợi tự nhiên. Ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục thề thốt ít nhất 2 năm một lần chính phủ sẽ mở diễn đàn có quy mô lớn để thảo luận, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm phát triển đồng bằng sông Cửu Long, chứ không phải chỉ đưa ra một số đề các chủ trương không kiểm tra, không giải quyết, không bố trí nguồn lực, không chỉ đạo thực hiện sẽ giống như người ta nói nước đổ lá môn, chảy tuồn tuột hết. Thêm một lần nữa, ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc thề hàng năm sẽ xem xét những gì đã nói, đã làm đến đâu và phải làm gì thêm để phát triển đồng bằng sông Cửu Long, giúp khu vực này ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Thực tế thì sao? Hãy nhìn vào dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Tại sao vẫn tìm mọi cách lấy 228 tỷ từ công khố tạm ứng cho nhà đầu tư, xin Quốc hội trích 500 tỷ từ ngân sách hỗ trợ nhà đầu tư giúp công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận duy trì tư cách nhà đầu tư, thậm chí với xu hướng như đã thấy, không loại trừ khả năng chính phủ còn trích thêm 2.575 tỷ từ ngân sách để hệ thống ngân hàng yên tâm cho nhà đầu tư vay thêm tiền. Khi phần lớn tiền rót vào dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là tiền từ công quỹ và tiền vay ngân hàng chứ không phải là nội lực của nhà đầu tư, khi cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là huyết mạch tạo ra mở thêm cơ hội cho đồng bằng sông Cửu Long phát triển, tại sao chính quyền không đầu tư trực tiếp vào dự án này mà vẫn để cả khu vực quan trọng như đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận đang toan tính xác định điểm dừng kỹ thuật? Tuyên bố của ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc không để những gì đã hứa hẹn cam kết với cư dân đồng bằng sông Cửu Long như trước như nước đổ lá môn. Chỉ với cách này 2 tháng, chẳng lẽ Thủ tướng cũng ống ẹo, cũng đẩy đưa, cũng toan tính lừa tình, trộm cắp niềm tin nên nói không là có. Chắc chắn là có dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chính là bằng chứng sinh động nhất. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi xin đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận góp ý để giúp cho chương trình phát triển tốt hơn. Xin hãy chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Một điều rất quan trọng, xin hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên của kênh. Hãy bấm vào chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.